Mà xin chào các bác đã đến với video của em kênh Hai Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu các bác là hai mẫu cối xay sinh tố của nội địa Nhật hiệu Yoyoshi. Hai mẫu này đều là hàng của nội địa Nhật, sử dụng điện 100 và 110V. Cối của mình là hàng thủy tinh, là lưỡi titan vàng rất là sắc bén. Nè, cối thủy tinh các bác, lưỡi titan. Những hàng này tuyển chọn là mới tầm 90 đến 95% nha các bác. Rất là mới đẹp. Hiệu Yoyoshi, thương hiệu là UW tại Nhật nè. Cái thương hiệu này là rất là nổi tiếng ở Nhật. Hình thức là hàng dụng lướt các bác, còn đẹp lắm hai cái. Này. Có mua về các bác xay sinh tố, xay rau, xay củ, xay cá, xay thịt gì đều được chứ nha. Đó, cứ yên tâm. Đơn mẫu nào chụp hình để qua Zalo giúp em. Rồi bây giờ em cắm điện vào, em test rồi sau em báo giá cho bác. Xay rất là mạnh nha các bác, không muốn tắt cho. Tắt là nút này nè. Bấm lên lúc này tắt hai cái này, lúc này nhấp cũng như cái nút này là để cái đồ mà nó đặc quá đó, các bác bấm lúc này nhấp nha cho nó nhuyễn, hoặc là mà chuẩn bị mà mình đổ ra mình thấy nó chưa có nhuyễn thì mình nhấp nhấp vậy nào mình buông ra thì nó kịp thời, thì cái này là cũng một cái nút hay ho nè. Đó thì mẫu này em đang bán giá là 750 nha, mua thì cọc cho em là 200, còn chuyển đủ thêm bao ship. Còn mẫu này cũng mới gan như thôi, đẹp keng luôn các bác. Dung tích là 750 lít nha, công suất là 230 này, 225. Mà xây này nó là nút nhấp nè, cái chữ này nó giống hệt nhau nè các bác. Đó. Lúc này là xây nè. Lúc này tắt nè. Lúc này là cũng xây nè, xây mạnh luôn á. Xây tắt là lúc này. Thì hai mẫu em đều test ok, hình thức là đẹp, tầm 90 đến 95%, giá đồng là 750 một cái, chuyển khoản đủ thêm bao ship, cọc cho em là mỗi cái là 200 thì em bao ship cho mình. Thì em chỉ bán đúng duy nhất một giá nha, bác nào mua thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, các bác xem video nhớ đăng ký kênh nha, nhấn nút like ủng hộ em, cảm ơn các bác.